Nếu bạn muốn tìm một cái mẫu gimbal chống rung tốt nhất cho điện thoại ở trong cái phân khúc giá rẻ thì Zizun Smooth Q4 sẽ là một trong những sự lựa chọn dành cho các bạn. Bây giờ vào thẳng đề luôn, mình sẽ cho các bạn thấy. Nếu bây giờ mình muốn quay TikTok, mình sẽ để video theo kiểu dạng dọc như này. Đây, và các bạn sẽ thấy này. Đấy, chống rung nó sẽ như thế này đấy các bạn ạ. Đấy, lát nữa thôi thì mình sẽ có những video test để cho bạn xem luôn. Rồi, tiếp tục nữa nào. Nhưng mà bây giờ mình lại không thích quay video TikTok nữa, mình lại hứng lên, mình lại muốn quay video YouTube cơ. Thì rất đơn giản thôi, mình sẽ ấn 3 lần vào đây. Nó sẽ quay ngang ra để mình có thể quay video YouTube. Đấy, mình có thể mang đi để mà du lịch, quay video vlog các thứ nữa. Các bạn thấy thế nào ạ? Rồi, tiếp tục nữa nào. Nếu bây giờ mình muốn live stream cơ, mình có thể sử dụng cái mẫu chống rung này như một cái tripod để mình có thể quay video live stream. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhá. Úi dồi ôi, cái này phải chốt ngay, chốt luôn, chốt ngay. Đấy, vẫn chưa hết đâu. Bình thường các bạn thấy anh em hay live stream đúng không? Anh em sẽ có những gì để bổ trợ ạ? Anh em có thể kéo dài cái này lên. Đây, dài nữa cũng được nhá các bạn nhá. Đấy, đây là để mà selfie, quên mất để selfie. Theo để live stream ý, chúng ta sẽ sử dụng đèn flash ở phía trước đúng không? Đây, mẫu này có hỗ trợ cái đèn flash luôn. Đây, đèn flash này. Ô, nhưng mà nó sáng kiểu gì nhờ? Mình sẽ để nó vào đây, nam châm hút rất mạnh. Xong rồi, chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây. Sáng lên rồi, đèn flash sáng lên rồi. Đây, để cho các bạn xem luôn đây. Đấy, bạn muốn thay đổi các cái chế độ sáng khác nhau đúng không? Ấn vào, ấn vào, ấn vào, ấn vào. Hay chưa? Rồi, tiếp tục nữa nào. Các bạn nhìn cái hộp này nó có xịn đúng không ạ? Cái hộp để mà đựng cái chống rung này đấy, bằng vải luôn, sờ vào rất là sướng tay. Nhưng mình không quá quan trọng cái điều đó, bởi vì trong cái hộp này của mình nó còn có những bộ filter như này này, những bộ filter để các bạn có thể gắn được vào đây. Các bạn muốn biến thành màu vàng đúng không? Cho vào đây cho nó vàng. Các bạn muốn biến thành màu cam đúng không? Chúng ta lại thay cái này ra đấy, thay cái này để đổi nó thành màu cam. Nó có nam châm để nó hút mà. Các bạn muốn biến thành màu đỏ đúng không? Đổi cái này sang màu đỏ. Các bạn thấy thế nào ạ? Ui trời ơi, thế này nó vẫn chưa hết đâu. Đây, thôi để mình tháo đèn flash thôi nhá. Thôi thôi, cứ để đèn flash đi để cho mặt mình nó đẹp dai cái đã. Ui dồi, chói quá, mình phải giảm cái này đi một tí. Đấy, mình muốn tắt đi đúng không? Giữ im cái này là nó tắt đi, đỡ chói mắt. Rồi, gấp cái này lại. Vẫn chưa hết. Nếu mà bạn muốn sang trái sang phải, ở đây nó sẽ có một cần để chúng ta sang trái hay là sang phải, rất là dễ dàng như này. Chúng ta muốn lên trên đúng không? Lên trên hoặc xuống dưới đều được. Đấy, xuống dưới hoặc lên trên, đấy chúng ta điều chỉnh như này. Rất đơn giản luôn. Đúng nào? Chúng ta muốn zoom. Trời ơi, bây giờ mà zoom mà chúng ta lại động vào cái màn hình này nữa thì nó zoom chết đúng nào? Nó có luôn một nút zoom cho chúng ta ở đây. Đấy. Rất tiện lợi luôn. Nào, thế thì các bạn cảm thấy sao nào? Đây còn gậy selfie đây, thì như vừa nãy mình đã nói đấy. Kéo dài cái này ra trở thành gậy selfie. Tiếp tục, vẫn chưa hết nữa đâu. Cái này nó lắm trò lắm các bạn ạ. Đây, mình sẽ kéo cái này xuống. Nếu mà đang trong quá trình các bạn quay mà các bạn va chạm vào ai đó chẳng hạn, ví dụ va chạm vào crush hay là va chạm vào bọn trẻ con nó nghịch đi. Đây, nó méo mó như này. Đây, nó méo mó như này đi. Đấy, chúng ta muốn quay trở về ban đầu, ấn 2 lần cho mình vào đây. Nó quay trở về luôn lúc ban đầu rồi. Nói chung là nó có quá nhiều tính năng luôn. Thế còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn ấn quay như nào, chả lẽ lại chạm vào màn hình? Không, ở trên này cũng có một nút để ấn vào đây phát là nó quay. Thế còn muốn đổi camera, ấn vào đây 3 lần là nó lật camera lên. Không cần phải động bất kỳ một cái thao tác nào vào màn hình này cả. Còn nút mode này là để thay đổi chế độ. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là nó phục vụ cho chúng ta đến tận chân răng như thế thôi. Kha đâu, lại đây mang cái này đi test cho các bạn xem nhé. Và bây giờ thì sẽ là phần đánh giá của mình đối với lại em gimbal dành cho smartphone này. Và với cái phần này thì mình sẽ vừa đánh giá cũng như là vừa hướng dẫn giới thiệu cho các bạn một vài các cái tính năng cơ bản với em gimbal Zizun Smooth Q4 này nhé. Ok, đầu tiên đó chính là về cái form thiết kế của em này. Các bạn có thể thấy này, form thiết kế của nó đã được tối giản hơn rất nhiều so với lại Zizun Smooth Q3 thế hệ trước đó. Vì cơ bản là giờ đây nó sẽ không còn những cái chi tiết gồ ghề, những cái chi tiết gọi là hầm hố nữa,
Đấy, giờ đây là chúng ta sẽ thấy rằng là thiết kế của nó sẽ đi theo một cái hơi hướng là tinh giảm gọn nhất có thể luôn. Con này thì nhìn chung cái kích thước của nó cũng như cái trọng lượng thì nó rất là nhẹ thôi. Trọng lượng nó sẽ dao động tầm khoảng là 370g khi mà chưa gắn smartphone các bạn nhé. Thì nó cũng gọi là hợp lý rồi. Viên pin bên trong này thì nó sẽ có thể sử dụng được trong vòng là từ 10 đến 15 tiếng tùy vào nhu cầu của các bạn sử dụng. Tại vì sao ấy là tùy vào nhu cầu? Tại vì sẽ có những trường hợp chúng ta cần sử dụng đèn LED. Tí nữa thì mình sẽ lắp cái đèn LED này cho các bạn xem là nó hoạt động như thế nào nhé. Ở đây thì nó sẽ còn có thêm 4 cái miếng filter như thế này nữa, 4 cái màu sắc khác nhau. Ok, rồi. Đó là về phần phụ kiện đi kèm. Nó sẽ còn có thêm một cái chân đế như thế này. Rất là chắc chắn, mức độ hoàn thiện là cực kỳ tốt các bạn nhé. Không có một chi tiết nhựa thừa nào luôn. Tầm này thì Yiwon họ đã cho ra một cái chất lượng là cực kỳ tốt rồi. Thật ra đây không phải là một mức giá quá rẻ, mà là một cái mức giá phù hợp để nó mang lại một trải nghiệm gần như là tốt nhất khi mà kết hợp với lại smartphone, với lại một cái chiếc gimbal như thế này. Ok, mình cũng sẽ tạm thời bỏ chân đế ra các bạn nhé, để mà nói về cái nhân vật chính của chúng ta. Với một cái chiếc gimbal như thế này, mặc định ban đầu của nó sẽ được gấp gọn lại. Đấy, nó sẽ được gấp gọn lại như thế này, để mà chúng ta có thể là mang đi đâu cũng được. Đối với mình ấy thì con này thì nó có một cái kích thước nó vừa phải. Tất nhiên là khi mà bỏ vào túi quần thì nó cũng khá là khó khăn. Và nhà sản xuất thì cũng tặng luôn cho chúng ta là một cái túi mà. Nên là các bạn cũng sẽ không cần phải quá lo về vấn đề này đâu nhé. Cực kỳ là gọn gàng trong quá trình mà chúng ta mang đi luôn. Tay cầm của em này thì nó sẽ có là một cái lớp cao su mềm, nó bao bọc lại. Cầm vào thì rất là thích các bạn nhé. Đấy, cầm vào rất là thích. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Nó sẽ như thế này. Và các bạn lưu ý này, theo chiều của mình đây thì nó sẽ luôn luôn là ở phía bên phải. Đấy, luôn luôn là ở phía bên phải, ở cái khu vực tay cầm này các bạn nhé. Rồi, và để mà có thể là sử dụng với chiếc điện thoại của chúng ta thì các bạn có thể thấy này, cái dòng chữ Yiwon ở đây luôn luôn là phải đọc được, chứ nó không phải là nó bị ngược như thế này đâu các bạn nhé. Và kế bên cái dòng chữ Yiwon chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó có thêm một cái biểu tượng camera nữa. Với cái biểu tượng camera này thì nó ám chỉ là camera của điện thoại luôn luôn sẽ đặt ở phía bên trái. Còn cái tay cầm này nó sẽ luôn luôn ở phía bên phải. Đấy, đây là cái hình dạng ban đầu trước khi mà chúng ta sử dụng. Thì khi mà chúng ta setup nó sẽ đi theo một cái hướng như thế này các bạn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là gắn điện thoại vào luôn. Và đây là cái giao diện sau khi mình đã thiết lập xong, setup xong về phần gimbal cũng như là điện thoại rồi các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ cần là kết nối thêm một cái app nữa, đó chính là Zcami. Đây là một cái ứng dụng được miễn phí trên Google Play cũng như App Store, nên là các bạn chỉ cần là download về một cách rất là dễ dàng các bạn nhé. Tiền chúng ta đã bỏ ra để mua gimbal rồi mà. Và đây là một cái ứng dụng đến từ Yiwon, nên các bạn hoàn toàn yên tâm là nó có một cái mức độ tương thích rất là tốt. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào nhé. Ở đây các bạn có thể thấy được rằng là cái giao diện của nó cơ bản nó là như thế này. Phần ở dưới đây thì sẽ có rất là nhiều các cái tính năng các bạn nhé. Đó, thì đầu tiên mình sẽ nói về những cái nút xung quanh cái gimbal này trước, rồi sau đó nói về những cái tính năng bên trong cái app này. Kết nối thì nó rất là đơn giản thôi, thì mình nghĩ rằng là cái phần này mình sẽ không cần phải hướng dẫn đâu, đây là video review mà, đúng không nào? Đó, thì chúng ta sẽ có những cái nút cơ bản như sau. Ví dụ như đây là cái phần nút control này, để giúp cho chúng ta có thể là điều khiển được lên xuống, qua trái qua phải. Đấy, rất là mượt mà các bạn nhé. Và bạn nào mà muốn kiểm tra về cái phần trăm pin còn lại của cái chiếc gimbal này thì chỉ cần ấn vào nút nguồn, lập tức nó sẽ hiển thị ra pin luôn. Ví dụ như là nó sáng 4 đèn cùng một lúc là đầy 100%, còn nếu nó sáng 3 đèn thì chỉ còn tầm khoảng là 75-70% thôi. Và cái nút mà có cái gạch đỏ ở đây đó chính là cái nút để bấm quay cũng như là tạm dừng quay các bạn nhé. Đấy, bấm như thế này nó sẽ là quay này, hoặc là có thể là sử dụng để chụp ảnh cái thứ này kia, tùy vào chế độ mà chúng ta sử dụng các bạn nhé. Chụp khi mà giơ tay. Đấy, thậm chí nó có thể là tự động nhận diện gương mặt, gọi là cái tính năng tracking của nó. Đây là một cái tính năng mình thấy rất là hay, khi mà nó có thể theo dõi chuyển động được của vật thể chủ thể thì từ đó chúng ta sẽ đỡ mệt hơn cái việc là chỉnh tay, đúng không nào? Và phần mềm thì trong điều kiện đầy đủ sáng là nó hoạt động rất là chính xác các bạn nhé. Phía bên trái của chiếc gimbal này chúng ta sẽ có là một cái bánh răng, nhìn vào là biết ngay tính năng của nó là dùng để thu phóng rồi, đúng không nào? Đây mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đấy, nó sẽ là như thế này này. Ngoài ra nó sẽ còn có một cái tính năng khác mà mình đánh giá rất cao Yiwon, đó chính là gì?
Đây, chúng ta có thể lắp thêm một cái đèn LED vào và chỉ cần ấn giữ để cái đèn này nó sáng lên. Ngoài ra thì chúng ta có thể là tiếp tục ấn vào một lần nữa để có thể tinh chỉnh được nấc sáng, mức sáng của cái chiếc đèn LED này. Đấy, nó sáng rất là khủng khiếp luôn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng thì dùng em này nó cực kỳ là tiện lợi. Đấy, ấn giữ một lần nữa để tắt nè. Xong, rất đơn giản đúng không nào? Ngoài ra chúng ta sẽ còn có rất là nhiều filter, nhưng mà thực tế thì mình không sử dụng đến những cái filter này nhiều cho lắm. Và cái nút cuối cùng ở phía sau cái gimbal này, nó sẽ là cái nút mà chúng ta khi ấn vào 3 lần, 1, 2, 3, nó sẽ đổi chiều từ dọc sang ngang, 1, 2, 3, đấy. Rồi là cái nút để mà nó có thể nhận diện được cái tính năng tracking. Đấy, các bạn có thể thấy này, đây là một cái tính năng mình đánh giá rất cao luôn ấy. Nó cực kỳ tiện để mà chúng ta có thể là chốt phát là ăn luôn, chứ không có cần cái phần control vật lý kia, đúng không nào? Quay trở lại với cái phần mặt trước của gimbal này, thì để mà có thể chuyển đổi được camera sau cũng như camera trước, các bạn sẽ ấn vào cái nút bấm quay này các bạn nhé. Đó, 3 lần, 1, 2, 3, nó sẽ chuyển đổi camera cho chúng ta. Và có một điểm mình đánh giá rất cao, đó chính là về cái phần quay này, nó cho chúng ta có thể là tinh chỉnh được về cái phần khuôn mặt, tức là muốn miệng như thế nào, muốn bóp, eo, thon, cái thứ này kia là đều rất là đơn giản. Tất nhiên là nó chỉ chỉnh mặt thôi các bạn nhé. Mắt to, rồi da sáng, rồi là miệng, rồi cái thứ này kia là cực kỳ là nhiều luôn. Hoặc là nếu chúng ta để chế độ tự động này, đấy, trông cứ giống như là hot boy, hot girl luôn, đúng không nào? Hoặc là chúng ta cũng có thể là tinh chỉnh tùy vào cái chế độ. Đây là mình đang để tự động này, là auto này, chữ A này. Và khi mà chúng ta sẽ chuyển sang chế độ M này thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được ISO này, có thể chỉnh được shutter này, tốc độ màn chập này. Đấy, thì đây là những cái tính năng mình thấy rất là cơ bản trên một cái ứng dụng như thế này. Nhìn chung nó là đầy đủ. Và mình nghĩ rằng là để mà thuận tiện nhất thì cứ nên để chế độ auto đi. Còn những bạn nào mà chuyên sâu gọi là khủng khiếp hơn về mặt thông số, giấy tờ, cái thứ này kia thì có thể là ưu tiên lựa chọn cái chế độ chỉnh tay này các bạn nhé. Tổng kết lại thì mình thấy rằng là với trải nghiệm của em này, nó có rất là nhiều các cái tính năng hay. Và cũng như là nó là một cái chiếc gimbal có một cái trải nghiệm tốt ở trong phân khúc giá này, với một cái mức độ hoàn thiện là vô cùng tốt này, thiết kế tối giản hiện đại, kèm với đó là tính năng được đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cái gì cả. Sạc với cái con này thì chúng ta sẽ mất khoảng là 2,5 giờ các bạn nhé. Các bạn mang theo một cái sạc dự phòng như thế, các bạn có thể sử dụng thoải mái, biết tên là nhẹ trong vòng một ngày được rồi. Cái gimbal này thì nó có thể chịu tải, tức là chúng ta có thể lắp được một cái chiếc điện thoại nó dao động từ khoảng 150 đến 280 gram là có thể là sử dụng tốt nhất với lại em này. Tất nhiên là ai mà đem đi lấy những cái chiếc điện thoại mà kiểu pin dung lượng khủng 10.000, 18.000 để mà lắp vào quay video đúng không nào? Nên là cái trọng lượng thường thì những chiếc smartphone nặng nhất bây giờ đây, nó sẽ dao động tầm khoảng 240 gram như là iPhone 13 Pro Max thôi, chứ nó sẽ không quá nặng đâu. Con này thì nó còn có thể là thay đổi được chiều dài, giúp quay được ở những nơi cao chúng ta đứng không tới, hoặc là quay được những cái nơi thấp chúng ta không cần phải cúi người xuống để mà quay. Quay những cái shot dài mà cúi người đi như thế thì nó cực kỳ mỏi, mặc dù nó đã hỗ trợ chống rung cái thứ này kia rồi, đúng không nào? Không cần phải sử dụng đến camera góc trọng làm gì cả, chỉ cần kéo cái chiều dài của cái gimbal này ra là chúng ta đã có thể là thu được nhiều cái chi tiết vật thể vào bên trong bức ảnh rồi, không cần phải chỉnh ảnh góc trọng làm gì để méo ảnh rồi xấu thứ này kia, đúng không nào? Cứ chụp bằng camera chính cho nó đẹp. Cái phần đèn LED này thì mình thấy lắp vào nó cũng rất chắc chắn các bạn nhé, kể cả các bạn chạy, các bạn đi như thế nào thì nó cũng sẽ không có dễ dàng mà rơi ra đâu. Úi dồi ôi, cái tay nắm này này, hay gọi là cái báng cầm này này, cầm vào bám tay phết, họa tiết lại kiểu như là giả da làm sần đấy chứ. Trông cũng sang trọng đấy. Thậm chí nhá, nếu mà cái này cảm thấy không gọn gàng nhá, có thể tháo nó ra để cho nó gọn gàng hơn. Anh em thấy sao ạ? Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.